À, cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này giúp cho chúng ta rất là tỉnh táo và sáng suốt quý vị. Nếu ai mà áp dụng cả đời của mình, vừa sức khỏe vừa sáng suốt là chắc chắn. Cũng như những đức để ý những thời 12 giờ khuya đâu phải dễ thức đâu. Như vậy mà chỉ có áp dụng phương pháp lễ Phật này và những đức hỏi nhiều người, nếu như mà đi kinh hành thì đạt bằng không? Họ nói không. Tại vì họ cũng đã dùng cái cách đi kinh hành để tu, nhưng mà không tỉnh bằng phương pháp lễ Phật. Nên phương pháp lễ Phật này rất là tỉnh táo. Và thêm cái nữa là khi mình lễ Phật xong mình thấy rất là sảng khoái. Mình nhớ kỹ nghe. Tại vì quý vị tụng trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị để ý có một chương kinh, đó là khi Đức Phật mà gọi tôn giả A Nan mà hướng về phương Tây để đảnh lễ Ba Lại. Tại vì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói về thế giới cực lạc. Hỏi chúng thì chưa thấy thế giới cực lạc, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài gọi tôn giả A Nan đảnh lễ về phương Tây Ba Lại. Và Đức Thích Ca Mâu Ni ngài dùng thần lực của ngài gia trì, nên tôn giả A Nan và toàn thể đại chúng trong pháp hội thấy thế giới cực lạc, nghĩa là thấy Đức Phật A Di Đà rất là lớn và hàng thánh chúng rất đẹp và cái quốc độ cực lạc rất là trang nghiêm. Và lúc đó Đức Phật A Di Đà ngài phóng quang, có nghĩa là ngài phóng quang là bao trùm hết tất cả quốc độ của mười phương chư Phật. Nên Đức Phật A Di Đà còn một danh hiệu là Đức Phật Vô Lượng Quang. Ngài phóng quang bao trùm hết tất cả quốc độ của mười phương chư Phật luôn. Và tất cả chư Phật đều nằm trong quang minh đó luôn. Tại vì Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang nên bao trùm luôn quang minh của chư Phật khác. Có nghĩa là chư Phật mà còn quang minh bao trùm không chỉ là Bồ Tát và Bậc A La Hán. Và lúc mà quang minh phổ chiếu đó đó thì trong đại chúng thấy rõ ràng là khi quang minh này chạm đến người tật nguyền thì người tật nguyền lành lặn, chạm đến người mù thì người mù sáng mắt. Tụng kinh Vô Lượng Thọ phải rõ ràng không đó. Và tất cả những chúng sanh từ bò bay mái cửa và chắc tất cả những loài ruồi muỗi kiến gián đều được nhờ hết, và chúng sanh trong tam đồ ác đạo tức khắc dừng khổ. Vậy thì mỗi ngày chúng ta lễ Phật, quý vị tụng cái chương kinh mà lễ Phật hiện ánh sáng á. Khi mình lễ Phật là ánh sáng trí tuệ mình phát sáng. Chắc chắn rằng dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật này, cả đời là con người sẽ có sức khỏe và sáng suốt. Nên những đức thấy nhiều người già lễ Phật rất minh mẫn, tỉnh táo sáng suốt. Vì khi mình niệm danh hiệu Đức Phật Vô Lượng Quang, thì khi mình lễ Đức Phật A Di Đà, tức khắc ánh sáng quang minh từ trí tuệ của mình phát sinh. Nên khi mình lễ Phật xong người mình nó sảng khoái lắm. Có nghĩa là phải kiên nhẫn từ từ, chứ không phải là mới lễ mấy bữa đầu là đòi hỏi liền. Đúng không? Phải lễ từ từ, từ từ, từ từ, siêng năng rồi mới cảm giác sự an lạc khi niệm Phật lễ Phật. Quý vị coi bây giờ cái đạo tràng trên không trung chúng ta, quý vị nhìn lên cái màn hình, quý vị thấy không? Nhiều người điện thoại nhỏ quá thì nhìn thấy không rõ. Chứ nếu như cái tivi quý vị thấy không? Nhìn nheo nhóc người ta hết. Từng đạo tràng, từng đạo tràng, từng đạo tràng. Nheo nhóc đạo tràng hết. Cái giờ này thôi là một mà riêng mà ba cái đạo tràng room mình thôi, và một cái trực tiếp và dưới cái Facebook gì đó, thì bị biết rằng là hơn 2.000 gia đình đang tu chung. Kinh khủng không? Hơn 2.000 gia đình, mà hơn 2.000 gia đình này, mà gia đình ba người, hai người, có gia đình diệu thắm mà nguyên nhóm người thế này, lạ lạ nữa. Nó chắc bà con dòng họ gì chồm sớm vô tu luôn là không đơn giản. Thấy chưa, có mấy chú đồ lễ Phật dữ dằn. Từ nơi đó là đặc biệt lắm nha. Nay nay có mấy chú đồ thấy là trước lạ sau quen, vô lễ Phật là thấy được. Không? Nên là tại vì khi lễ Phật thì những đức thấy gia đình diệu thắm, thì hai vợ chồng với đứa gái lễ. Nhỏ này thấy nhiều bạn đồng tu lạ lạ, các bạn xem mới
À, chúc gia đình được sức khỏe bình an ha. À, nên, về cố gắng tiếp tục niệm Phật lễ Phật nữa. À, nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này nó đặc biệt lắm. À, cái áp dụng đi, buồn buồn lễ Phật hết buồn. À, mà ngộ lắm nghe, mà lễ với lễ chậm mà, không? Lễ mà hét la quá cũng không nên, nó cũng mệt chứ không phải chuyện giỡn chứ. Nó mà khi lễ Phật mà con mắt mở to quá nó cũng mỏi, tại mắt mở to quá thì cứ khi mình mỏi mình nhìn giáo giác đó gọi là vọng tưởng. Khi lễ Phật con mắt hiếp hiếp lại một chút, nó giống như sức con người mình là giác 50 kg, mình giác không 45 kg thì con người mình giác hoài nó cũng không mệt. Như con mắt của mình mà nếu lúc nào nó cũng mở gì hoài thì nó chút nó căng thẳng thần kinh. Nên khi mình lễ Phật con mắt mình hiếp hiếp gì nè, giống như nó say sưa trong câu Phật hiệu vậy. Mà khi mình lễ xong con người mình năng lượng tích tụ đầy dữ dằn. Các vị nhớ nè, con người mình hàng ngày có làm nhiều nhưng mà năng lượng hao chỉ có 5%, còn con người mà vọng tưởng buồn phiền sân si là hao 95%. Thì vì biết rằng nếu con người chúng ta mỗi ngày mà nghĩ thiện thì nó tích tụ 95%, thì giống như bây giờ cái bóng đèn mà đủ điện là nó sáng liền. Còn nếu như bóng đèn mà nó thiếu điện là nó giật 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 giật, mà nó cúp điện là tắt queo. Nên con người mình mà niệm Phật lễ Phật là nó tích tụ năng lượng, mà khi tích tụ năng lượng rồi nó sáng, đầu óc nó sáng. Mà khi đầu óc nó sáng rồi nó đụng chuyện này chuyện kia nó giải quyết rất mau, nó giải quyết rất là mau. Thí dụ như con người mình mà tích tụ năng lượng đầy đi, con người mình nó dịu tâm, nó hiền đi, nó từ bi đi, năng lượng đầy đi, người ta lỡ người ta chửi mình cái mình nhìn ra cái sao. Còn nếu như mà mình không đủ năng lượng, nó chửi mình chửi lại, hai thằng chửi nhau, cuối cùng hai thằng quýnh nhau. Khi mà hai thằng đã quýnh nhau rồi thì hai thằng bể đầu chảy máu chứ sao, thấy không? Nó nên từ nơi đó mà khi mình có năng lượng mình mới nhịn được. Mà khi vợ chồng sống với nhau mà niệm Phật mà có năng lượng đó, thí dụ như bà vợ đó bà sân si với mình tránh đi chỗ khác là thấy gia đình mình yên rồi. Còn bữa đó ông chồng đi nhậu về mà ông rầy rà, ông nói này nói kia, mình tránh chỗ khác liền. Mình biết bữa nay ông này nhậu về cứ thấy nó cũng rầy rà, thấy không? Bắt đầu mình chuẩn bị mâm đồ ăn cho ông, mâm cơm đồ đàng hoàng cho ông hết, mời anh ăn cơm, thấy chưa, đủ năng lượng, mời anh ăn cơm liền cũng nói chứ á. Nó rồi xong thay đồ đi, em giặt đồ đồ cho, chỉ cần như vậy thôi là gia đình yên ấm đi. Nó còn gặp mà ông về mà ông rầy rà, ông nói này nói kia nói nọ, mình cứ lại là gia đình mình tan nát, có chuyện xảy ra. Giống như có cái bà đó bà nói phải chi con mà biết thầy sớm là con đâu có bị hư cái tivi. Ủa sao kỳ vậy, biết thầy trước mà không bị hư tivi là sao? Nói là hồi đó con chưa có niệm Phật con sân si dữ lắm. Rồi xong rồi chồng con đi nhậu về, rồi ổng bực bội, ổng sân si, ổng la lối lên, ổng đòi đập tivi. Rồi xong con kêu ổng, ông ngon đập đi. Cái ổng đúng cái ổng chưa có đập, nhưng mà con tức, con nói là ông ngon đập đi. Cái ổng tức quá, bây giờ vợ nó thách không lẽ mình không đập, không đập thì không đáng mặt đàn ông, mà đập thì giờ tiếc cái tivi. Cái đâu bà nói thêm tiếng nó à, ngon đập đi, đập chứ khỏi coi. Ông nó ông, lúc đó kiềm chế không được, tức quá đập tivi. Khi đập tivi xong rồi thì bắt đầu là ngày mai sáng mai hối hận vô cùng vì tức mà đập tivi, thấy không? Quý vị biết cái người phụ nữ quan trọng, thấy chưa? Đàn ông thì người ta phải nóng giận nhưng mấy bà thì phải nhịn, nhịn thì nó yên nhà yên yên gia đình. Còn mà người ta đã nóng lên mấy bà còn châm dầu vào lửa thì nó quay bánh nhà chứ sao bây giờ. Nên mấy bà mà niệm Phật là mấy bà hiền, không nói dòng do. Niệm Phật là nhịn 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 nhẫn nhịn giết, rồi hiền rồi vui vẻ giết, mấy bà đẹp luôn. Còn bây giờ mấy bà mà sân si giết mấy bà mặt mày mụn không xấu quắc chứ sao bây giờ. Nên từ nơi nó mà bây giờ mà nó mà vui vẻ hoan hỷ thì tự nhiên người sáng sủa lên. Nói, chứ ai mà nói sân si mà sáng không, mà người ta thấy sân si là người ta sợ mình luôn á. Nên cái mưu pháp niệm Phật lễ Phật nó hiện ánh sáng, mà ánh sáng đó là ánh sáng cái trí tuệ mình phát sinh. Mà cái trí tuệ nó phát sinh rồi là nó giải quyết rất nhiều vấn đề rắc rối. Nhớ, nếu không mà nó rắc rối là nó như màng lưới vậy đó, sở mới ra, càng sở càng rối à. Nhưng mà cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này nó sở ra, nó lạ như vậy đó. Nó nên ai mà lễ Phật một lần mà nghe gì rồi, thử lễ 2 tháng đi rồi sẽ biết. Lễ xuyên suốt 2 tháng sẽ thấy cái cảm giác tuyệt vời lắm. Mà nhức sống hết nghe, nhức mỏi hết á, không có chuyện giỡn đâu. Nó đây là người ta lo bao nhiêu người già biết mà, bao nhiêu người già mà không uống thuốc là không đơn giản đâu.
lễ vật không mà khỏe đó. Niệm Phật lễ vật không mà khỏe. Quý vị nhớ rằng khi buồn phiền khó chịu nặng nề công việc này kia, lễ Phật cho trong vòng một thời 40 phút này thôi, đầu óc dịu liền. Hay như vậy đó. Mà quý vị nhớ lễ cái môn mà xá xuống hay lắm. Xá chậm chậm á nghe. Xá chậm chậm á. Tại vì mình xá từ 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 từ, từ xuống vậy đi. Máu nó bơm lên não mình độ cái não mình nó cũng mát mẻ, giống như nó được ấm áp vậy. Còn con người mình mà nếu mà bây giờ mà mình không có phương pháp gì để tu tập để dưỡng tâm mình là thất bại, nguy hiểm dữ lắm. Nên từ nơi đó mà phương pháp lễ Phật phải xá từ từ xuống, thấy không? Rồi khi mà đứng hai cái tay chống nghe, kéo ra phía sau đi, xương sống mình nó giãn. Cái phương pháp lễ Phật này là lễ Phật chuyển hóa tế bào ung thư luôn á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Lễ Phật rất là khỏe. Nó rồi cứ giúp cho đầu óc mình sáng suốt, gọi là lễ Phật hiện ánh sáng, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Đó. Nên bao nhiêu cái gia đình này mà đang tu tập gì đặc biệt lắm, mấy đứa con nít này lễ Phật nó thông minh cho mà thấy. Đứa nít này lễ Phật là rất thông minh. Những đứa thấy nhiều đứa nhỏ nhỏ này giống như gì Bình Định mình gì A Di Đà Phật á, mấy đứa thà đứa bằng áo vàng vàng nó nhỏ nhỏ gì đó mà người ta lễ Phật được là hay lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nên lễ Phật giết đi con, rồi thông minh các con. Con trai mà không đẹp trai bây giờ có duyên cũng nhiều nữa. Tại vì lấy Phật giết, niệm Phật có duyên. Lạ lắm. Nên con nít mà biết tu tập là hay lắm á. Mà giết niệm Phật lễ Phật giết nó hiếu với cha mẹ luôn. Mà niệm Phật lễ Phật giết tự nhiên nó hạ mình, nó không có kiêu ngạo. Mà con người mà nếu mà hạ mình mà không kiêu ngạo mới làm việc lớn nghe. Chứ con người mà kiêu ngạo ngã mạn là mình thất bại đó. Nên mấy đứa nít này còn nhỏ nhỏ mà đi học về mà tối mà lễ Phật với gia đình là nó hạnh phúc dữ lắm. Giết rồi mấy đứa nhỏ này nó hiếu thảo với cha mẹ dữ lắm nè. Đâu dám bắt hiếu cha mẹ đâu. Niệm Phật lễ Phật mà bắt hiếu cha mẹ sao được. Đó, nên từ nơi đó mà cả gia đình mà biết tu, quá hay. Nên mình mà cái bây giờ cái đạo tràng trên không trung này mà tu gì nghe. Mỗi lần bà con dòng họ anh chị em mà đến nhà là kêu vô lễ Phật. Chỉ họ lễ Phật liền. Nó giống như bà Diệu Thấm rủ cả gia đình tu. Chắc gia đình chứ gì. Từ nơi đó mà rủ cả gia đình tu luôn, ghê chưa? Nó ở nhà mấy ngày tu mấy ngày liền. Bữa nay cái chuyến này đến nhà bà Diệu Thấm đâu mà nắm được phương pháp tu luôn á, gặp ông này nói chuyện đâu vui dữ người ta, không nó tự nhiên nó kết ra được, giơ tay lia lịa cho thấy chưa, này chắc bạn sen mới mẻ quá. Nên, cố gắng lên. Ừ, phải vui vẻ, tại nó một nụ cười 10 thang thuốc bổ nghe. Ai mà không cười là cuộc đời sẽ lỗ. Mỗi ngày niệm Phật là có nụ cười à. Như những đức mà nói miệng rộng thì cười thì miệng rộng, miệng nhỏ cười miệng nhỏ, cứ sao cười là có duyên gì à. Nó ngộ vậy đó. Nên con người sống phải có nụ cười, có niềm vui. Mà đã có niềm vui là ta nhìn mình là thấy thương liền, thấy mến, thấy kết liền. Nên thí dụ như mà gọi tới gia đình mà Diệu Thấm mà đưa tay lia lịa chứ là thấy kết rồi đó. Nên đó là cái đặc biệt chứ không phải chuyện giỡn cái quý vị. Đó là ấn tượng đặc biệt, bởi vì thì tức đó là tại nhà mà tu là độ người thân cho mà thấy. Kiểu mà người kia người ta kêu đi đi chùa kia ta chưa chắc đi nghe, mà lỡ nhà mình á, lỡ nhà thấy lễ Phật lễ theo á, nó mà lễ xong mà khỏe người ta phái luôn chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nó, mấy ông chú bạn áo thun xanh xanh á, đòn vô thấm mà lại giết vì ông đẹp trai giờ thấy. Về lại Phật tiếp tục. Hiểu không? Nó về lễ Phật đi sẽ sáng sủa dữ lắm này, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Giờ cả cả cái đạo tràng nó không chung, người ta thấy chưa, nhìn nheo nhóc gia đình mà tu thật sự mừng quý vị. Bởi vì những đứa tu không thấy mệt đâu, giờ tu suốt luôn á, nghĩa là nhìn những đứa tu máy thợ vì cứ tu theo máy thợ, còn mệt thì thôi nghe chứ đừng có theo luôn. Gán mà đi làm là không nổi, đổ thừa mà công mệt lắm, hiểu không? Nên từ nơi đó mà cứ cái phương pháp tu tập này cứ duy trì vậy là quá đặc biệt rồi. Từng gia đình tu vừa hồi hướng cầu an cho tất cả con người còn sống được bình an, và cầu siêu cho tất cả người mắc được siêu thoát, trong đó có thăng bằng quyến thuộc của quyền thất tổ của chúng ta luôn tại gia đình của mình. À, những đức nhìn từng gia đình niệm Phật lễ Phật gì thấy rất là hoan hỷ. Từ đứa con đứa cháu của mình nhìn thấy ông bà cha mẹ niệm Phật lễ Phật cũng có sự ảnh hưởng lớn lắm quý vị. Nhớ kỹ,
Từ khi mình biết tu tập, từ cái tính tình của mình, thí dụ mình tu tập giết càng ngày mình càng dễ tính, càng hoan hỷ, vui vẻ, tha thứ. Từ đó mà con cháu của mình nó bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng là ông bà cha mẹ tôi hồi xưa tu vui vẻ, dễ tính, không có câu có khó khăn. Nên từ nơi đó mà nó ảnh hưởng đó, nó học theo luôn. Cái này quan trọng lắm. Thí dụ như gia đình chú Đồng Văn Nam rồi hai chồng tu vậy, đứa cháu ngồi kế bên cho nó cũng nhìn chứ không có giỡn đâu, nó quan sát. Thí dụ như cô Nguyễn Hoàng rồi cô tu đi, đứa con chạy vòng 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 cho nó cũng ảnh hưởng. Ảnh hưởng là nó nhớ lại hồi xưa mẹ tôi bà niệm Phật lễ Phật, bà dễ tính, bà không câu có la lối sùm, bà không có gì. Nên từ nơi đó mà sau này nó ảnh hưởng, nó độ người ta chứ không có giỡn đâu. Nên những đứa thấy đây là từng gia đình mà những cặp vợ chồng đồ tu đồ dì tư đồ này kia rồi ha, chằng lăm rồi vợ chồng cùng tu chung, đó là sức ảnh hưởng lớn dữ lắm vì chứ không giỡn đâu. Nên mà khi mà tại nhà mình mà mình niệm Phật lễ Phật mỗi ngày mình tu mà nhớ tu giết mình dễ tính nghe, là ảnh hưởng cái gia đình mình lớn lắm á. Mà cái dễ tính tha thứ cho nhau thì nó có hạnh phúc một cái gia đình. Mà đã là gia đình tu mà có hạnh phúc thì nó lan tỏa những gia đình, người ta nhìn thấy gia đình mình á, thấy gia đình nó công nhận yên yên ấm ghê, không có chuyện mà vợ chồng cự lộn quýnh lộn la lối sùm. Chứ gặp mà giờ mà ông chàng Lâm mà nhậu nhẹt về ông quậy sùm trong nhà thì chồng sớm nó công nhận hai chồng tối ngày cứ lộn lộn hoài ta, thấy không? Nó bây giờ mà gia đình mà biết tu hành ăn chay niệm Phật rồi giết gia đình hạnh phúc, người ta cũng phải để ý. Nó chồng sớm nó công nhận cái gia đình nó quanh năm nghe im re, vợ chồng đồ sống hạnh phúc. Cái bà kế bên nói cái gia đình đó ăn chay niệm Phật. Ồ, bởi gia đình ăn chay niệm Phật có phước ghê ha, gia đình bình an ghê, sống hạnh phúc. Nó thấy chưa, cái sự lan tỏa là ngay cái việc mà mình biết đạo mình áp dụng ngay cái gia đình mình, nó lan tỏa ngay gia đình từ từ. Nó rồi tự nhiên ở sớm nó có người ung thư buồn thiệt buồn, cái tự nhiên mình đủ duyên mình gặp gặp cái mình khuyên người ta niệm Phật vậy mà người ta vui. Mà một người đó nghe, người ta nói cho cả sớm nghe, nói cả sớm nghe trong quá trình dẫn chơi đâu. Nên trong cái cuộc đời này cái gì mà cái gì cũng vậy chứ, họ mà đi lan tỏa là nhanh lắm, thiện ác gì họ mà chịu mà lan tỏa là nhanh cấp kỳ. Thì sớm mà mình ví dụ như người ta thấy gia đình mình vậy nó đồn ra. Với thêm nữa là mình ăn chay niệm Phật rồi từ từ mình không có đi nhậu nhẹt giết, rồi mấy bạn nhậu nó dụ là thằng thằng A kêu mày bữa nay mày rủ ông Trần Lâm đi nhậu một bữa coi. Thôi rủ ông Lợ, có thằng Lằn cái ông đó, lúc này ông Lợ ông ngồi chơi ăn chay làm anh em mất hứng ghê, mà kêu ông Lợ nhậu mà bây giờ ông ăn chay mình thấy cũng kỳ nữa. Mình đi gấp thịt thà mình ăn, ổng đi ăn rau, mình thấy anh em thấy tội nghiệp quá, thôi đừng rủ nữa, rủ ông gì ông Lợ ông ngồi nhưng mà thấy tội nghiệp quá thôi đừng rủ nữa nghe. Giết mấy người nhậu nó nghĩ rủ mình mà nó tội nghiệp mình à, không có chuyện giỡn đâu. Nó rồi á, bắt đầu làm vợ đồ này kia đồ, cái ông kia ông đi nhậu gì ông rì rà, cái bà vợ nói ông sao ông học ông Trần Lâm á, ăn chay niệm Phật với vợ ta không có nhậu nhẹt gì chứ. Họ thấy chưa, từ từ nó lan tỏa, nó cái những điều này nó gần gũi nó. Rồi mấy người bạn nhậu nó không rủ đi nhậu nữa, mà những người bạn mà ăn chay niệm Phật nó đến rủ mình niệm Phật. Nó nguyên lý nó là gì đó quý vị. Nên ví dụ như mình chơi cái gì thì bạn ở trong cái cuộc chơi đó nó đến nó tìm mình. Còn mà khi mình nghỉ chơi mình bước qua ăn chay niệm Phật rồi bạn ăn chay niệm Phật nó tìm. Còn bạn mà nó trong cái cuộc chơi hồi xưa giờ từ từ nó tránh bớt mình, tránh bớt nó không có rủ, nó rủ một hai lần mình không đi thì thôi à. Rồi xong rồi mấy bạn kia nói này nói kia mình, nó nói thôi mày ơi mày ăn chay niệm Phật cũng có được đâu mà mày nói người ta. Chàng ơi, ăn chay niệm Phật tao thấy không có dễ đâu, tao ăn chay mỗi tháng ngày 15 rồi thôi mà sốt ruột cũng chết, sáng ăn chay chịu mặn rồi vậy mà ông ăn chay hoài luôn, vậy mà có sức khỏe là gì quá hay. Thôi nói ông làm gì mà nghĩ đi,
thấy chưa, nó từ từ nó còn quý mình nữa đó. Nhưng mà đến lúc mà bạn lỡ bị vấp ngã khổ đau gì, bạn đến tìm mình. Tôi rồi đó, tôi cũng ăn nhậu này kia thịt thà, tôi thấy anh ăn chay đó tôi cũng trách anh, bây giờ tôi mới thấy đổ bệnh ra khổ quá, mấy bạn nhậu mất tiêu hết trơn, giờ còn có mình anh thôi, anh chỉ tôi cách gì để cho tôi nhà tôi mà tôi an tâm, chỉ nó niệm Phật, thấy không? Nó nên từ nơi đó thì thấy rằng là cái việc ăn chay niệm Phật nó không có đơn giản đâu, nhưng mà phải đi con đường dài, mình phải đi con đường dài. Ban đầu thì cũng những người ta nói mình này kia nọ, ta nói mình nghe, nhưng mà từ từ lâu dài nó mới cảm hóa được, lâu dài nó mới cảm hóa. Nên con đường này đi là đòi hỏi là phải đi đường dài đó. Thêm cái nữa, mình ăn chay niệm Phật mình nghe nhân quả mình hiểu à, thí dụ như người ta bị mắc của người ta sẽ khác mình, người ta mắc của người ta sẽ đau khổ đồ, người ta sẽ làm đủ chuyện kỳ cục. Nhưng mà bản thân mình mắc của khác người người ta, khi mình lỡ mắc của gì mình không có như người ta nặng nề, không có nặng nề quá, thì người ta nhìn thấy ô đúng là ăn chay niệm Phật có khác nha, mắc của mà thấy bình thản ghê ta, cái tự nhiên lay quay cái mình làm có của lại, không đơn giản. Cái phước trong mạng nó đặc biệt lắm quý vị. Nó nên cái gì mình cũng không phải như cái người khác, tại mình tin nhân quả rồi, mình không phải như người khác mà mình la lối sùm, mình chửi con chửi vợ đồ, mình sùm nhà cửa không có gì nữa, tại giờ mình niệm Phật lấy Phật rồi mình chửi bới gì nữa giờ, thấy không? Cái này quan trọng này quý vị, cực kỳ quan trọng luôn. Nên quý vị thấy rằng cái việc mà ăn chay niệm Phật thôi nó không có đơn giản. Ta nói rằng là xã hội mà phát triển được là từng gia đình hãy hạnh phúc, chứ nếu mà gia đình mà quýnh lộn lão tối ngày sao làm phiền chòm xóm láng giềng thêm. Nó nên từ nơi đó mà cả mình niệm Phật đồ cũng như, thí dụ như chòm xóm mà người ta không thích đi, mình coi nhà mình đóng cửa rồi lại không làm phiền người ta, nhưng mà nó lan tỏa là ngay cái chỗ là gia đình mình hạnh phúc, nó lan tỏa là ngay cái gia đình hạnh phúc quý vị. Cái này quan trọng nè, ngay cái gia đình hạnh phúc là chỗ người ta nhìn mình đó. Nó ban đầu mình mới ăn chay đồ ốm ốm nghe, có nhiều người người ta không thích, nó nói câu nè, mày chờ xem nó ăn tháng tháng nó bệnh cho mà thấy, ngã chay bị dư thì đừng nói. Nó nhiều người ta nói vậy đó, xong cái mình 2-3 tháng đây tao thấy hôm nay nó kiệt sức rồi đó, mà nó yếu rồi đó, không lâu đâu rất bị dơ, thấy chưa? Nhưng mà nó từ 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 họ không nói gì nữa chứ, nó từ 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 không nói gì nữa chứ. Đây là cái rất là quan trọng, đây là cái rất là quan trọng mà lan tỏa sức ảnh hưởng đều có thời gian. Nó giống như có cái câu chuyện mà mình nghe tự nhiên mình thấy cũng xót xa chứ không có giỡn đâu. Cái câu chuyện mà khi mà có người này mà người người bình thường nhưng mà cũng tạo nghiệp chướng gì đó. Cái câu chuyện nha, đọc câu chuyện kể là người này chết cái đầu thai làm con heo. Thì khi mà đầu thai làm con heo thì khi nó mới được đẻ ra, nó hiểu biết cái chứ, nó đúng ra nó không chịu bú sữa heo đâu, hoặc là nó không chịu ăn cám rồi đó quý vị. Nhưng mà vì nó quá đói nó thích nghi, quá đói thích nghi, và tự nhiên nó giống như là nó ở trong chuồng heo đồ này kia nó khổ quá. Và đến khi mà từ từ nó kể câu chuyện giống nó lớn lên từ từ rồi, bắt đầu mà khi mà người ta mà đến ta mua nó, khi mà người ta đến người ta giặt nó cái thôi là nó sợ hãi không tưởng tượng được, sợ hãi dữ lắm. Và khi người ta giặt, người ta bắt đem vô lò mổ, mà khi mà nó thấy mà cái người mà đâm heo mà mài dao á, mài dao nó nhìn cái dao cái thôi là có nghĩa là giống như ba hồn chín vía muốn muốn bay luôn. Và khi con dao mà vừa đúc tới cần cổ thôi, vừa đâm vô một phát thôi là nói là chết hơn phân nửa người, sự đau đớn nó không tưởng tượng được. Nghĩa là mình khi mình đọc đến câu chuyện đó mình thấy rằng rõ ràng chúng sanh nó đau khổ không khác gì mình, giống như mình muốn tìm sự sống thì con vật nó cũng tìm sự sống. Khi mình hiểu được nguyên lý này tự nhiên con người mình không nỡ ăn thịt chúng sanh, không nỡ thịt chúng sanh. Nên cái việc ăn chay việc nó có một cái việc mà hay là trưởng dưỡng cái lòng từ mình rất là lớn. Nên cái người ăn chay con người mình nó không có sân si như ngày xưa mình ăn mặn. Cái sự ăn chay nó trưởng dưỡng lòng từ bi.
nên con người mình nó không có khó chịu như ngày xưa, vì để ý rõ ràng luôn nó. Và cái việc mà mình nghe đạo hàng ngày, mình niệm Phật lễ Phật, con người mình không có giận ai lâu. Cái này là quý vị thấy những cái điều này là mình đã thấy quá hạnh phúc rồi. Nếu như mà con người mà sân si thì bản thân mình sẽ khổ đau là bệnh hoạn. Con người mình giận hờn người ta để trong tâm lâu thì mình buồn phiền nó chứ sao giờ. Những cái điều này là mình thấy Phật pháp đã giải tỏa mình cho mình quá hay rồi đó. Như những đức kể mà ngày xưa những đức còn thợ nấu đồ mặn. Cái tính tình sân si ghê lắm. Kêu đồ ăn tới mà có khi người ta kêu đồ ăn mà sân si liền mâm liền chảo rầm 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 rầm. Rồi xong bắt đầu là giận thì tính rất giận dai. Giận dai giận mấy năm giờ không đơn giản. Nên từ nơi đó mà mình mà quý vị biết rằng là khi ăn chay niệm Phật rồi có người mình ít có giận hờn người khác. Đây là cái điều quá hay rồi quý vị. Và thêm nữa, bất cứ một sự cố gì đến với mình trong cuộc đời, bản thân mình cũng khác người ta. Không phải là mình kêu gào khổ đau than thở gì, nhưng mà mình có một khả năng chấp nhận được quý vị. Chấp nhận là gì? Mình tin nhân quả. Nó nên những đức nói rằng là bây giờ chúng ta không có đối mặt cùng mặt gặp nhau trong ngoài đời, nhưng mà mỗi ngày chúng ta ngồi mà tâm sự gì thấy cũng hay quý vị. Cuộc đời có người rất nói thiệt chứ. Có những con người mà mình gặp nhau toàn là đi đi tạo nghiệp không. Quý vị phải công nhận có khi gặp nhau là tạo nghiệp. Mà bây giờ mình không có ngồi chung với nhau, ăn cơm chung với nhau, nhưng mà mình gặp nhau cái là mình niệm Phật chung. Rồi mình gặp nhau cái là mình đem Phật pháp mình tâm sự. Để nó mở bớt đi những cái nỗi buồn hoặc nặng nề gì trong lòng mình được rơi rụng bớt đi. Nên những đức nói rằng đó, đây là điều quá quý quý vị ơi, quá quý à. Con người ta đến với nhau trong cuộc đời này đi phớt ngang nhìn nhau một cái thôi đã là có duyên rồi. Không chi là mình được ngồi với nhau học tập Phật pháp, cùng tu tập chung nhau, đây là cái thiện duyên dày vậy lắm. Quý vị nên trân quý, thật sự nên trân quý. Vì nhớ trong cái cuộc đời này không có bao giờ một cái gì mà nó tròn vẹn. Tự nhiên cứ nhắc hoài cái câu này là gì, đừng có cầu toàn quá. Nhớ kỹ quý vị, vì cái cõi đời này là từng từ nghiệp duyên nó chiêu cảm đến. Thì bây giờ thuận nghịch là lẽ thường tình thôi. Đừng có bao giờ thuận thì quá mừng, mà nghịch thì quá khổ. Giống như Đức gặp với người này, người này nói con buồn có khi con muốn tự tử, con chết phước cho rồi. Nó chán nản mà nó giống như nó bị bế tắc trong một gia đình. Nhưng Đức nói rằng con người chết thì dễ quá, chỉ một hơi thở thở ra không hít vào là chết rồi. Chứ sống thì khó, không có giỡn đâu. Mà chết không phải là hết đâu. Chết thì không phải là hết đâu. Đừng có nghĩ rằng khổ đau quá, kết liễu cuộc đời chết đi là xong cái khổ. Không phải. Cái khổ mà nó đã đeo mang thì khổ này mình kết liễu nó thì cái khổ sau còn ghê hơn. Không? Ta nói sống sau còn dữ hơn sống trước. Phải chấp nhận thôi, chứ đừng có nói chuyện mà gặp sự cố gì rồi mới muốn kết liễu cuộc đời để chấm dứt cái khổ đau, chưa chắc đâu quý vị. Đó là suy nghĩ tiêu cực quá. Nó chết thì dễ lắm. Con người chỉ một hơi thở thở ra không hít vào là chết queo rồi. Chứ ngoài ra mà khi chết rồi thì hối hận muốn sống lại không được. Nó còn sống là còn cơ hội. Dù là sống ở trong hoàn cảnh nào, làm người sống vẫn là còn cơ hội. Nhất là những người nghe đạo biết niệm Phật của chúng ta, dù sống ở đâu vẫn có cơ hội đặc biệt hơn là mình mang loài súc sanh hoặc là địa ngục ngạ quỷ. Mình được làm người dù cỡ nào đi chăng nữa không không khổ như tam đồ ác đạo. Và mình nghe được pháp môn niệm Phật này dù cỡ nào mình cũng có cơ hội giải thoát dù ở bất cứ nơi nào. Chỉ có đúng chỗ là bản thân mình còn cái tâm giải thoát hay không thôi. Thật sự luôn. Nếu như thật sự còn cái tâm giải thoát thì dù ở bất cứ nơi nào quý vị vẫn có niềm vui của nội tâm. Trong tất cả chúng ta có những cái nó thay đổi hoàn cảnh của chúng ta cũng nghiệt ngã lắm chứ không giỡn đâu. Nhưng đừng bao giờ cho đó là cái sự tiêu cực của một đời người. Đừng bao giờ nghĩ gì. Những đức nói dù có nghiệt ngã gì chúng ta vẫn biết niệm Phật, vẫn nghe nhân quả. Điều này là điều quý của một kiếp người đó. Còn có bao nhiêu con người người ta không bao giờ thích nghi đâu. Người ta không bao giờ chịu nghe những điều này đâu quý vị à. Đó. Rồi một đời cũng sẽ đi qua. Quý vị thấy bao nhiêu người giàu sang khi rồi cũng đi qua. Dù chúng ta trong cuộc đời mình tu hành,
Mình có gặp những sự nghiệt ngã trong cuộc đời, quý vị đừng nói rằng ăn chay niệm Phật mà sao cứ gặp sự trở ngại hoài vậy. Làm thiện mà sao cứ trở ngại hoài. Cái trở ngại cõi đời này còn đỡ trở ngại hơn tam đồ ác đạo. Đó cũng là cái điều từ bi rồi đó. Thà cái trở ngại, cái khổ đau trong cõi đời này mà mình tránh được cái tam đồ ác đạo đây còn điều là hạnh phúc hơn đó quý vị. Nên những đức nói rằng là từ bây giờ cho đến hết cuộc đời, những đức nói có nghiệt ngã gì bản thân mình cảm thấy vui vẻ, vì mình muốn sanh cực lạc rồi, thà mình trả đi. Nó thật sự những đức sẽ không bao giờ để luống vào một đời của mình không quý vị. Từ đây cho đến chết không để luống vào một đời, không thể nào là một người học Phật dù bây giờ những đức bước ra tới ngoài đời đó quý vị. Nhưng quy tắc của những đức vẫn là không thích đi đâu, thật sự vẫn không thích đi đâu, vẫn duy trì luôn và không xài điện thoại. Có người hỏi ủa lúc này sao anh thấy cái hàng chữ chạy chạy trên Zoom có số điện thoại chú Tâm Nhiên. Nói chú Tâm Nhiên chắc ông thấy ông muốn cài Zoom cho ai gì ông để số điện thoại. Nhà Đức cũng không biết, tại vì nhà Đức cái việc mà điện thoại máy vi tính này nhà Đức không rành, không biết luôn á. Chắc là có những người ta không biết cài Zoom, người ta điện thoại người ta hỏi. Nên từ nơi đó mà những người mà thí dụ như những buổi nói chuyện gì nè, mình bấm cái bình luận ở dưới có những người mà ta hỏi cài Zoom, mới bị biết bị cài giùm cho người ta. Cài giùm cho một người cũng là có phước, chỉ cho một người cũng có phước, hiểu không? Nên những đức nói rằng cũng không cần để số điện thoại gì cho nó mệt. Thêm cái nữa, những đức nói rằng có một hai Phật tử mà biết những đức ở đâu, có một hai người đừng có bao giờ đến mà mua đồ ăn đủ. Cái cảm giác của người Việt Nam chúng ta là như thế nào phải không? Mình đi đến đâu là quà cáp, cái đó là cái lễ phép mà con người Việt Nam mình đặc biệt. Đi đâu là quà cáp rồi đến với mọi người. Điều đó cũng đặc biệt lắm quý vị. Thấy không? Nhưng mà riêng những đức thấy mình ăn chay nó quá gọn rồi. Mua đồ ăn đến quý vị biết rằng có khi ăn 2-3 ngày hăm tới hăm lui, khổ muốn chết luôn. Đừng nói mà nói cái gì mà nói sợ như đức thiếu gì. Thà bây giờ giờ ăn xào một dĩa rau, những đức ăn còn khỏe còn ngon. Nó nóng quý vị công nhận, một dĩa rau đem vừa xào đem ra ăn liền nóng. Còn bị mua đồ ăn đi đến ăn không có hết. Rồi bây giờ đem đưa cho ai, bây giờ hăm tới hăm lui hoài. Nó cứ hăm tới hăm lui banh chành bèo nhẹo chứ. Bắt phải ăn. Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Đó là những đức mong quý vị giúp những đức chỗ này. Nó với thêm một cái nữa, những đức có một hai người chứ không phải như ngày xưa, những đức ở trong một tổ chức. Thì đừng có bao giờ mà gặp những đức mà đưa tiền, khỏi, quý vị mua gạo cho người già, cho cụ ăn đi. Còn những đức có một hai người, những đức sống được. Chừng nào những đức không có, những đức nói cho vị nghe, thấy không? Nó, chừng nào không có tôi báo cho gia đình Trần Lâm đồ biết. Hết gạo cho vài ký gạo ăn, thấy không? Mà Diệu Ngọc đồ cho vài ký gạo ăn, thấy không? Chừng nào mà tôi không có tôi báo cho. Còn thôi chúng ta bây giờ yên cho nó tu vậy. Còn bây giờ nó thật sự bản thân như thế, bây giờ nó thật có những người người ta cũng quý mến nhà Đức, người ta cũng muốn cúng nhà cửa đất đai. Thôi vị ăn nhiều chứ ở bao nhiêu, những Đức mà mỗi ngày tu tập đường gì là mừng rồi. Quý vị mà lo nhà Đức đi chỗ này chỗ kia, chừng như Đức bỏ từ khóa tu mới chết. Nó thật sự nó thành lông nhông nữa, không khéo nó uổng một đời, uổng dữ lắm. Lông nhông á đi với quen, chỉ cần bỏ thời tu là nó quen tật, nó bỏ thời thứ hai, bỏ thời thứ ba, bỏ thời thứ tư khỏi tu luôn. Có giỡn đâu, phải để như đức ở yên một chỗ nào, ở yên chỗ lo tu hành, đó là điều quý vị mới mừng chứ. Vì kéo như đức đi chỗ này chỗ kia, như đức bỏ tu quen tật á, chứ không phải giỡn giỡn chơi đâu. Buông được đầu này thì nắm đầu kia, cuối cùng ấy, không biết nó giải ở đâu, nó chảy nước giải chứ giải thoát cái gì nữa, nhớ chưa? Mình tu làm sao mình gầy dựng được cái tâm giải thoát. Nên những đức nói rằng bớt cái sự phiền phức vẫn là đỡ. Trong cuộc đời bớt thôi chứ mình tránh tội hoàn toàn cũng không được. Nghiệp duyên nó đã đến là nó đến thôi à, hiểu không? Nhưng mà điều những đức nói gì cho quý vị, mong quý vị giúp giùm những đức khỏi cái chuyện đó là giờ tôi muốn cúng nhà, cúng cửa, cúng đất, cúng đai. Nhiều người lắm. Rồi thầy đi, chú gì, cư sĩ những đức gì đến nhà tôi ở, rồi trời tôi được tu chung rồi chắc tôi mừng lắm. Quý vị ơi, chúng ta mà tu được gì là mừng quá trời rồi. Cũng là giống hệt nhau rồi còn gì nữa. Có nhiều người không, nó khác. Tu chung với cư sĩ có lực hơn nó không? Tạo cái lực của cá nhân đi. Cái lực là ngay Phật A Di Đà, cái tạo ngay cái lực đó đó. Cái lực là tín nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc đó. Cái lực đó mới quan trọng đó.
hiểu chưa? Hãy tạo cái lực đó đó, chứ đừng có bao giờ nói cái những cái điều mà nó nhất thời. Nó bao nhiêu người mà nói hồi đó con nghe thầy ngồi giảng pháp kế bên có lực thì ghi, ngồi xa nó buồn ngủ, ngồi gần nó tỉnh, cuối cùng cái lực đó bây giờ thì sao? Nhiều người hồi đó vậy, giờ cái lực đó không biết giờ làm sao, hiểu chưa? Hãy tự tạo cái lực cho chính mình đi, hãy nương vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà mà tu tập, hãy tự mình đúc đúc mà đi đi quý vị, thấy không? Khi mê thầy độ ngộ rồi tự độ đi, gặp pháp môn niệm Phật rồi hãy tự mà đúc đúc mà đi, cố gắng đi con đường này, tự mà đi đó, những đức cũng tự mình cố gắng mà đi đó, hiểu không? Đây là lời nói rất chân thật với gửi đến quý vị. Đừng bao giờ nói ai mà có duyên đến gặp những đức mà nói mua đồ đạc đùm đeo cầm đến. Đó nói rõ ràng rồi đấy. Đó. Giết càng ngày càng tu tập, càng ngày thì càng ít ăn. Ngủ ghê. Ngủ cũng ít, ăn cũng ít. Bữa đó tôi quý vị 3 ngày 3 đêm ngủ có 3 tiếng. Bây giờ nhà Đức đưa ra cái thời khóa buổi tối mà tôi tu xong mà 8 giờ rưỡi á. Ai sắp xếp được nên vô tu cái thời khóa đó. Vì tu thời khóa đó xong mình vẫn còn thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Thì 8 giờ 40 tu có 8 9 giờ 10 là xong rồi. Hồi xưa thì còn 10 phút nữa là 10 giờ. Bây giờ mình tu giờ đó mình còn thời gian nghỉ ngơi. Kệ vì ơi. Sắp xếp được thì thêm một chút, đỡ một chút cho chính mình. Nó nên từ nơi đó mà có những lúc những đức bận ở thời đó những đức không tu, nhưng mà những đức sẽ cố gắng vô tu, không có dám bỏ. Tại vì mình tu được là nhờ cho mình, bản thân mình không có bỏ được. Quý vị ơi, đến khi cặn tử nghiệp cuộc đời mình rồi đúng là thê thảm lắm. Muốn niệm câu Phật hiệu cũng khó nữa. Nên bây giờ nên bồi dưỡng đi để nó tồn động đến khi cặn tử nghiệp của mình, cái năng lượng này giữ tới cặn tử nghiệp nó mới tỉnh được. Đừng có bê tha. Làm việc gì đeo cái máy niệm Phật niệm được niệm liền, cầm máy bấm số bấm liền. Đừng có bao giờ để thả trôi thả nổi. Gặp Phật pháp rồi mà thả trôi thả nổi khi cặn tử nghiệp uổng dữ lắm. Thấy có những người chết không, vì thấy cặn tử nghiệp chưa? Dù tiền bạc vật chất gì nhiều mà hước 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 lên đó, mình nhìn đó mà cảnh tỉnh mình đi, buông xuống nhiều thứ đi, những chỗ thị phi tránh xa ra, ai nói lỗi người này người nọ tránh ra, đừng có nhào vô, hiểu không? Lo mà niệm Phật đi quý vị, thật sự điều này là điều quý lắm á. Thôi chúc quý vị an lạc nha, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúc quý vị buổi sáng an lạc. A Di Đà Phật.